Xin chào các bạn, chúng ta cùng tiếp theo bài số 21. Elia, Elia có nghĩa là có các bạn, có. Có ở đây không có nghĩa là sở hữu các bạn, không có nghĩa là tôi có, hoặc bạn có, hoặc anh ta có, cô ta có. Nhưng từ có ở đây có ý nghĩa là giới thiệu các bạn. Tôi lấy ví dụ, có hai trái táo trên bàn. Có hai trái táo trên bàn, có những quyển sách trên bàn, hoặc có hai sinh viên, có ba sinh viên trong một lớp học, có bốn người trong một gia đình. Chữ có mang ý nghĩa giới thiệu chứ không mang ý nghĩa sở hữu. Thì tiếng Pháp chúng ta sẽ đọc là Elia, đọc nói âm các bạn, chữ in, chữ y và chữ a, chúng ta sẽ đọc là Elia, có nghĩa là có. Trong trường hợp chúng ta muốn nói không có, các bạn sẽ nói iniyapade, không có. Và để hỏi có hay không, có không, trong tiếng Pháp chúng ta sẽ hỏi yatil. Chữ t được đặt chánh giữa nguyên âm a và il để tránh trường hợp hai nguyên âm nằm gần nhau và để dễ phát âm. Chúng ta đọc yatil, có hay không. Sau đây chúng ta cùng nhau đi vào những ví dụ cụ thể để chúng ta hiểu hơn nha các bạn. Elia có nghĩa là có các bạn. Ví dụ thứ nhất, Elia une théière dans la cuisine. Théière là một cái ấm trà, một cái bình trà. Dans là ở trong, la cuisine là nhà bếp. Có một ấm trà, một bình trà ở trong nhà bếp. Il y a une théière dans la cuisine. Ví dụ thứ hai, il y a une assiette dans la cuisine. Une assiette là một cái đĩa các bạn, một cái dĩa, một cái đĩa ở trong nhà bếp. Une assiette. Il y a un micro-ondes dans la cuisine. Micro-ondes là một cái lò vi sóng các bạn, lò vi sóng, microwave không các bạn. Micro-ondes dans la cuisine. Il y a un couteau dans la cuisine. Un couteau, một con dao ở trong nhà bếp phải không các bạn? Có một con dao ở trong nhà bếp. Il y a des fourchettes dans la cuisine. Des fourchettes, những cái nĩa các bạn. Những cây nĩa, có những cây nĩa trong nhà bếp. Il y a des cuillères dans la cuisine. Có des cuillères là những cây muỗng dans la cuisine, trong nhà bếp. Il y a des bols dans la cuisine. Des bols là những cái chén các bạn, những cái bát, những cái chén trong nhà bếp. Il y a des cuillères dans la cuisine. Cuillardon tức là những cây tăm xỉa răng các bạn. Có những cây tăm xỉa răng trong nhà bếp. Chúng ta cùng nhau đọc lại nha các bạn. Il y a une théière dans la cuisine. Il y a une assiette dans la cuisine. Il y a un micro-ondes dans la cuisine. Il y a un couteau dans la cuisine. Il y a des fourchettes dans la cuisine. Il y a des cuillères dans la cuisine. Il y a des bols dans la cuisine. Il y a des cuillères dans la cuisine. Sau đây chúng ta cùng đến trường hợp không có il n'y a pas nha các bạn. Trong trường hợp không có, chúng ta sẽ đọc il n'y a pas de, không có các bạn. Trong trường hợp phủ định, các bạn nhớ a cho giống được, in cho giống cái, de cho số nhiều. A, in, de, chúng ta đều thay thế bằng de. Il n'y a pas de, các bạn chú ý điểm này. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Lit là cái giường các bạn. Không có cái giường,
dans la chambre, trong phòng ngủ các bạn. Không có cái giường trong trong phòng ngủ. Il n'y a pas de couverture dans la chambre. Couverture tức là cái chăn, cái mền. Không có cái chăn, không có cái mền trong phòng ngủ, dans la chambre. Il n'y a pas de rideau dans la chambre. Rideau tức là cái rèm các bạn, cái màn, cái rèm. Không có cái rèm, cái màn trong trong phòng ngủ. Il n'y a pas d'oreiller dans la chambre. Oreiller tức là cái gối các bạn. Không có cái gối trong trong phòng ngủ. Chữ E chúng ta loại bỏ và thay vào đó bằng dấu apostrophe phải không các bạn? Trong trường hợp danh từ bắt đầu bằng bằng nguyên âm. Il n'y a pas d'oreiller dans la chambre. Il n'y a pas de matelas. Matelas tức là cái nệm các bạn, cái đệm. Il n'y a pas de matelas dans la chambre. Không có cái đệm, không có cái nệm trong trong phòng ngủ. Il n'y a pas de bougie dans la chambre. Bougie tức là những cây nến các bạn, những cây đèn cầy. Không có những cây đèn cầy trong phòng ngủ. Il n'y a pas de hamac dans la chambre. Chúng ta có danh từ hamac là cái võng các bạn. Không có, không có võng trong trong phòng ngủ. Il n'y a pas de hamac dans la chambre. Il n'y a pas de garde-robe dans la chambre. Garde-robe là những tủ đựng quần áo các bạn, tủ đựng quần áo. Không có tủ đựng quần áo trong trong phòng ngủ. Chúng ta cùng nhau đọc lại nha các bạn. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Il n'y a pas de couverture dans la chambre. Il n'y a pas de rideau dans la chambre. Il n'y a pas d'oreiller dans la chambre. Il n'y a pas de matelas dans la chambre. Il n'y a pas de bougie dans la chambre. Il n'y a pas de hamac dans la chambre. Il n'y a pas de garde-robe dans la chambre. Sau đây chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi có hay không nha các bạn. Có hay không? Trong tiếng Pháp chúng ta sẽ hỏi là y a-t-il? Y a-t-il? Có không? Y a-t-il une serviette dans la salle de bain? Có hay không có? Une serviette, một cái khăn các bạn. Serviette là cái khăn. Dans la salle de bain. Salle de bain là phòng tắm. Có cái khăn trong phòng tắm không? Y a-t-il un miroir dans la salle de bain? Có một miroir. Un miroir là một tấm gương, một cái kiếm các bạn, kính, một cái kiếm để soi trong phòng tắm không? Y a-t-il une peignoir dans la salle de bain? Peignoir tức là cái bồn tắm. Có một cái bồn tắm trong phòng tắm không? Y a-t-il un lavabo dans la salle de bain? Có một cái lavabo trong la salle de bain không? Y a-t-il un robinet dans la salle de bain? Có một cái robinet, một cái vòi nước trong trong phòng tắm không? Y a-t-il une brosse à dents là bàn chải các bạn, bàn chải đánh răng. Brosse à dents dans la salle de bain, trong phòng tắm không? Có một bàn chải đánh răng trong phòng tắm không? Chúng ta cùng nhau đọc lại nha các bạn. Y a-t-il une serviette dans la salle de bain? Y a-t-il un miroir dans la salle de bain? Y a-t-il une peignoir dans la salle de bain? Y a-t-il un lavabo dans la salle de bain? Y a-t-il une robinet dans la salle de bain? Y a-t-il une brosse à dents dans la salle de bain? Sau đây chúng ta kết thúc bài học tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.